chương không một. Ngàn ức phú hào, từ phạm nhân vượt ngục bắt đầu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Chúc mừng các vị may mắn, có thể nhìn đến lúc này hình ảnh, thuyết minh ngươi cũng có thể liền là xuống một cái ngàn ức phú hào. Thiên nhãn tiết mục đệ nhị quý, hoàn nghênh ngươi nhóm ra đến. Quy tắc trò chơi Bản quý trò chơi, ngươi nhóm đóng vai phạm nhân vượt ngục, số người tham gia 100 tên tố người mục tiêu của các ngươi rất rõ ràng, chạy đi, nghĩ hết biện pháp không bị bắt, thời gian càng dài, ban thưởng càng phong phú. Trước 5 ngày, mỗi ngày 10 vạn, 5 ngày sau đó, mỗi ngày 50 vạn, sau 20 ngày, mỗi ngày 100 vạn, 1 tháng sau, mỗi ngày 500 vạn, tối cao 1.000 ức. Một chỗ u ám mục giam bên trong, phiêu tán mồ hôi bẩn cùng ẩm ướt. Đen trắng của kỹ TV biểu hiện ra một cái mang theo thằng hề mặt nạ nam nhân chậm rãi nói đơn sơ giường sắt bên trên, tần hạo thân xuyên một bộ trắng đen xen kẻ áo tù. Mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt anh tuấn xoái khí như độc giả lão gia, thần sắc an tĩnh nhìn lấy tivi. Đương nhiên, nghĩ muốn cầm tới cái này một ngàn ức phi thường khốn khó, bởi vì chúng ta tiết mục tổ hội mời năm vị khách quý làm đến tiết mục tra xét tổ trưởng, phía dưới các vị phạm nhân mở to hai mắt, cái này năm vị liền là muốn bắt ngươi nhóm người. Màn hình tivi nhất biến. Thứ nhất vị, phân tích sư vương lỗi, có thể dùng căn cứ phạm nhân tính cách phân tích hắn phương thức hành động, thậm chí có thể dùng phán đoán ra xuống một bước phạm nhân muốn làm gì. Đã từng vì hiện thực bên trong đồn cảnh sát phá án và bắt giam 12 đại án tội phạm. Thứ hai vị, hacker liên minh đại lão, quốc gia đỉnh tim hacker, bởi vì đặc thù tính, cho nên sử dụng danh hiệu tiểu hắc. Đã từng tham gia quốc tế Internet chiến dịch, ngăn cản nước ngoài hacker xâm lấn. Bảo hộ tài chính cao tới mấy ngàn ức, đồng thời trợ giúp tra xét truy xét nhiều lên quốc tế ma túy cùng thành công phá hủy. Thứ ba vị, cấp tỉnh đội hình sự đội trưởng, Chu Quân. Tổng cộng phá được 120 đại án trọng án, nhiều lần thu hoạch đến đại công, nhưng bởi vì bản án giữ bí mật tính, cho nên không có nhiều giới thiệu. Thứ tư vị, Tôn Hiểu, quốc tế quân diễn giải thi đấu trận chiến đầu tiên đội người đoạt giải, huấn luyện thân thể thứ nhất bảo trì người đồng thời tạm thời không người siêu việt. Thứ năm vị, cũng là lần này tra xét tổ một vị duy nhất nữ tính, Trần Nhã Lâm, cấp tỉnh Bệnh viện Viện trưởng, Pháp y giới không thẹn với danh đại lão cấp nhân vật, từng nhiều lần phát hiện quý giá manh mối trợ giúp cảnh phương phá án. Các tổ trưởng ban đầu đội viên hội có 10 vị thoái ý tra xét thuộc hạ, hai vị bên ngoài chiêu đặc thù tin anh nhân viên danh ngạch, bọn hắn cũng có thể là đến từ từng cái ngành nghề tin anh dựa theo 99% hoàn nguyên hiện thực quy tắc, theo lấy ngươi nhóm đào vong thời gian càng dài, đội viên nhân số càng nhiều, vũ khí cũng càng lợi hại. Tổ trưởng sẽ dùng đã kích hết thảy tội ác vì thước đo, dùng ra tất cả vốn liếng tới bắt ngươi nhóm, đồng thời, cũng hội thời gian thực công bố bắt lấy tốc độ xếp hạng. Nói cách khác, bọn hắn vì bắt các ngươi, sẽ dùng sức bú sữa mẹ. Trò chơi bắt đầu về sau, cảnh phỉ song phương trừ giải quyết cái người vấn đề riêng, mỗi ngày 24 giờ chỗ tại trực tiếp màn ảnh bên trong. Nhưng mà xin chú ý, song phương đều là không nhìn thấy đối phương trực tiếp hình ảnh. Tốt, hiện tại giới thiệu xong xuôi, các vị có phải hay không cảm giác rất tuyệt vọng. Trong tivi thằng hề phát ra tiếng cười chói tai, làm cho người ta chán ghét. Hắc hắc, tại nhắc nhở một chút, lúc này ngươi nhóm thân chỗ tại tiết mục tổ kiến lập ngục giam bên trong. Người nhóm có một cái giờ chuẩn bị, một cái giờ sau phòng giam sẽ tự động mở ra. Một canh giờ này là ngươi nhóm điên cuồng chạy trốn thời gian, sau 2 giờ tra xét liền hội tiến hành bắt lấy. Ban đầu tài chính 100 khối. Trò chơi bắt đầu, chúc các ngươi may mắn. Cũ kỹ đen trắng TV tự động đóng. Xuyên Việt cũng coi như, thế mà còn xuyên Việt đến một cái thế giới khác tiếc một bên trong đến. Tần hạo nhíu mày nhìn lấy phi hành ở bên cạnh máy bay không người lái, đây chính là trực tiếp thiết bị căn cứ não hải bên trong ký ức, thiên nhãn một cái phi thường to lớn hỏa bạo tiết mục, thậm chí có quốc gia gia duy trì, cho nên mới có thể cầm ra ngàn ức ban thưởng. Mục đích liền là vì cảnh cáo bách tính, đừng làm chuyện xấu. Nếu không liền tính là ngươi tại như thế nào cùng hung cực ác đều hội bị tóm. Chính vì vậy, để nhất quý truyền ra về sau, toàn quốc tỷ lệ phạm tội hạ xuống 15%. Cũng có thể nhìn lên đến rất ít, nhưng mà cần biết, cái này là toàn quốc hạ xuống. Chiến quả nổi bật. Tin tức một ra, toàn quốc oanh động, dân chúng phấn chấn, cho nên đệ nhị quý mới tới nhanh như vậy, kim ngạch trực tiếp đề thăng tới một ngàn ức cái này một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Bất quá nói thật, tra xét tổ tổ trưởng là thật mạnh, hình sự trinh sát đại lão, hồng khách đại lão, phân tích sư, thể năng tối cường giả, pháp y. Lên trời xuống đất không gì làm không được. Tần Hạo hồi tưởng đến liên quan tới tổ trưởng giới thiệu, dở khóc dở cười, cái này cũng mạnh quá đi xa. Nhưng mà hắn rõ ràng, 99% hoàng nguyên hiện thực, cũng chính là tra xét sử dụng vũ khí đều là giả, sẽ không chân chính tổn thương đến người đồng thời cũng có yếu ớt hiệu quả. Cái khác đều là thật. Như là là tại hiện thực bên trong đuổi bắt phạm nhân vượt ngục, kia hội có càng mạnh người xuất hiện. Lắc đầu, Tần Hạo bắt đầu quan sát bốn phía cái này bên trong là một cái tiết mục tổ kiến lập ngục giam có thể đủ từ lan can sắc khe hở nhìn đến từng tòa phòng giam mỗi một cái phòng giam bên trong đều giam giữ lấy một vị phạm nhân diễn viên ha 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 không nghĩ tới ta thế mà được tuyển chọn một ngàn ức ta đến rồi chúng ta đều là vượt ngục diễn viên ta cảm thấy đã bọn hắn tra xét tổ có thể đủ tổ đội chúng ta có phải hay không cũng có thể tổ đội theo lấy trò chơi bắt đầu ngục giam bên trong các phạm nhân nhìn không được, lần lượt kêu lên tầng hạo móc móc túi áo, quả nhiên túi áo bên trong có một trăm khối. Chật chật, tiết mục tổ đủ hung ác, nhưng mà như là hèn mọn trưởng thành, dùng cái này một trăm khối ăn khang nuốt đồ ăn, kiên trì cái mười ngày nửa tháng cũng không có vấn đề. Có thể cho một trăm khối liền không sai, nếu không ngươi cái phạm nhân vượt ngục còn muốn tiền. Nghĩ quá nhiều. Đinh, tìm kiếm đến phù hợp mục tiêu, Thần cấp phạm nhân vượt ngục hệ thống khởi động. Đinh, tự động mở ra tân thủ đại lễ bao một phần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến cường hóa thân thể dược tề, tự động sử dụng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch đến, ban đầu cảm xúc giá trị một ngàn. Có thể tại hệ thống thương thành sử dụng. Đột nhiên, tần hào não hải bên trong vang lên một đạo cơ giới âm. Hệ thống. Thật sự xuyên việc liền đưa tặng. Tần hào hơi kinh ngạc nhưng đối với một người trẻ tuổi đến nói cũng không phải là không thể tiếp nhận theo lấy cường hóa thân thể dược tề sử dụng hắn phát hiện chính mình thân thể mặc kệ là lực lượng còn là cơ thịt cường độ đều so phía trước mạnh quá nhiều eo không đau chân cũng không đau hiệu quả rõ rệt mở ra hệ thống thương thành trước mặt xuất hiện một cái chỉ có hắn có thể đủ nhìn đến giao diện thương thành bên trong cái gì cần có đều có điều tra thuật phản trinh sát cơ kỹ thuật, thuật bắn súng, ý thức chiến đấu, diễn kỹ. Thương thành tiền tệ cảm xúc giá trị, đến từ chúng sinh phẫn nộ, chấn kinh, kinh ngạc, phấn chấn các loại cảm xúc. Tần hạo suy xét một lần chính mình tình cảnh hiện tại. Hối đoái trung cấp mở khóa kỹ năng. Đinh, trung cấp mở khóa kỹ năng, một ngàn điểm tích lũy, phải chăng hối đoái? Vâng. Sau một khắc, Tần Hạo cảm giác não hải bên trong xuất hiện một cổ không thuộc về mình ký ức, nhưng mà rất nhanh dung hội quán thông, liền phản phất từ nhỏ đã hội. Tại nhìn kia phòng giam đủ để người trưởng thành to bằng ngón tay ổ khóa lúc, Tần Hạo mỉm cười. Cái này không phải có tay liền được. Tiết mục tổ đạo diễn phòng. Các vị quan chúng, tiết mục đã chính thức bắt đầu, để chúng ta cho đại gia giới thiệu một chút các phạm nhân tài liệu cá nhân chủ trì người Kim Bình cùng Kim Mai cười ha hải nhìn trước mắt màn hình lớn, phía trên là một trăm cái phạm nhân vượt ngục cửa sổ nhỏ, người xem mưa đạn lít nha lít nhít. Trần Cương, Nam, 26 tuổi. Tần Hạo, Nam. Kim Mai tóc dài xóa vai, môi đỏ nhẹ nâng, chậm rãi giới thiệu. Nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết, lại nhìn đến mưa đạn đột nhiên điên cuồng lên. Mau nhìn, cái kia nam nhân tại làm cái gì? Kim Bình cùng Kim Mai đối mặt một nhìn, liền nhìn về phía màn hình lớn, hai người một mặt kinh ngạc. Chỉ gặp kia một trăm cái cửa sổ nhỏ bên trong, tất cả phạm nhân đều tại thương lượng đối sách cùng đường chạy trốn, cũng chỉ có một người hành vi quỷ dị nhất. Hắn không có đi để ý bất kỳ người nào, thậm chí không có đi tra nhìn ổ khóa. Mà là đứng người lên, trực tiếp hướng lấy cũ kỹ phim truyền hình đi tới, ông lấy tivi hướng xuống đất ngã đi. Oanh! một tiếng vang thật lớn, TV tứ phân ngủ liệt. T. Kim Bình cùng Kim Mai liếc nhau, hít vào khí lạnh. Chẳng lẽ nói, bọn hắn tiếc một tổ còn đến bệnh tâm thần. Giới thiệu cũng không có viết A, à, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.